Dừng coi, em cũng làm chơi game thôi à? Nhà cửa em bày, bữa bộ này kia, mà em không dọn à? Lúc nào cũng chỉ game thôi, tí về bố mắng thì sao? Việc dọn nhà, bố giao cho chị, chứ có giao cho em đâu. Nope. Chị tự làm đi, chị bắt em á, em không làm đâu. Nhưng chị vừa dọn sạch sẽ rồi, em bày ra, em phải tự dọn đi chứ. Không, em không dọn đâu, chị tự đi vào dọn một mình đây. Được, em không dọn thì chị cũng không dọn. Cho bố phạt cả hai luôn. Mà bố bảo là bố về bố mua quần áo Tết cho hai chị em đấy. Đương nhiên là bố sẽ mua rồi. Nhưng mà bố về một chiếc nhà bẩn này á, bố không mua cho hai chị em đâu. Bây giờ mà bố không mua quần áo Tết cho mình nữa thì Tết mình làm gì có quần áo mới để mặc. Thế thì các bạn cười cho mình thối mũi. Dung còi, chị có một cách này để bố không phạt hai chị em mình nữa. Chứ có cách gì, Bây giờ chị và em sẽ chơi cuộc thi ai thông minh hơn, ai mà thua người đấy sẽ phải dọn nhà. Em dám chơi không? Em mà không dám chơi á, chơi luôn. Câu hỏi đầu tiên, con gì đi trên nước? Con gì đi trên nước nhỉ? Ở dưới nước chỉ có con tôm, con cua, con cá. À, chắc chắn là con cá rồi. No. Con gì đi trên nước á? Làm gì con gì đi trên nước nhỉ? À, con thuyền. Con cá, sai rồi, con thuyền mới đi trên nước. Ở dưới nước chỉ có con cá, con tôm, con cua thôi. Ở con thuyền của chị á, con mà sai nè. Nope. Em sai. Chị sai. Được, để kết quả để xem. Ừ. Và đáp án là con thuyền. Yeah, thấy chưa, em sai rồi. Con thuyền đi trên nước, con cá, con cua, con tôm của em chỉ đi dưới nước thôi. Câu hỏi số 2, lịch gì dài nhất? Lịch gì dài nhất á? Chắc chắn câu này là đố mẹo rồi. Đố mẹo thì chỉ có lịch sử là dài nhất, chứ còn lịch gì nữa? Lịch gì dài nhất á? Trong quyển lịch nhà mình, một năm có 12 tháng. À, chắc là quyển lịch rồi. Cái gì mà quyển lịch á? Chị sai rồi, lịch sử mới là dài nhất. Quyển lịch ở nhà mình á, 12 tháng 365 ngày, chỉ có quyển lịch là đúng thôi. Ừ, để kết quả xem. Đáp án của chúng ta là lịch sử. Yeah, chị thấy chưa, lịch sử mới là dài nhất. Bởi vì lịch sử ghi nhận tận bao nhiêu năm cơ mà. Chị quên mất đấy. Câu hỏi số 3, con gì là cậu ông trời? Con gì là cậu ông trời á? Con gì là cậu ông trời á? Hôm trước mình đọc một quyển truyện, con cóc là cậu ông trời. À, chắc là con cóc rồi. Con gì là cậu ông trời à? Ở trên trời chỉ có con chiên thôi chứ. À, chắc chắn là con chim rồi. Cái gì mà con chim? Chị đọc trong truyện rồi, không phải con chim đâu, là con cóc đấy. Chị sai rồi, con cóc nó sống ở dưới đất, con chim nó sống ở trên trời. Đương nhiên phải là con chim. Con chim đúng là cậu ông trời rồi. Kết quả là con cóc. Yeah, đấy, em thấy chưa? Con cóc mới là cậu ông trời. Chuẩn bị mà dọn nhà đi. Chẳng qua em chưa đọc trên đấy thôi nhá. Câu hỏi số 4, quả gì có sữa? Quả gì có sữa? À, câu này mình biết. Quả gì có sữa? Nhưng có quả gì có sữa nhở? Chắc là không có rồi. Nope. Đáp án là quả vú sữa. Yeah, em đã hồi nhớ. Quả là quả sữa, chắc chắn là quả vú sữa rồi. Chị chuẩn bị đi dọn nhà đi. Là câu quyết định, xem mai là người dọn nhà nhá. Ừ. Số 5, 1 x 1 bằng mấy? 1 x 1 bằng mấy nhỉ? Đơn giản. 1 x 1 bằng mấy nhỉ? À, bằng 2. Em sai rồi, 1 x 1 phải bằng 1 cơ mà. Phép nhân phải bắt cộng đâu mà em bằng 2. Con mà chị sai em, đợi kết quả đi. Đáp án là bằng 1. Yeah.